con đẹp nhất đấy nhá các thầy. Ok chưa? Được con đầu tiên đẹp, mỗi con đi lại hết ép rồi. Đấy, to hơn bên kia. Nhưng mà thường quay bên đấy là không đẹp bằng bên kia. Má bên kia vẫn dễ quay hơn. Em có dùng đồ đẩy mụn không em? Không. Em dùng cái bên chị em. Em dạ. Em có dùng cái mụn bên chị không? Dạ, chưa. Chưa luôn. Nó không dùng gì luôn hả? Dạ. Hồi em lấy một kem thì em dùng. Dạ. Kem bên chị thì chủ yếu tập trung là trị thâm. Trị thâm, trị mụn á. Không có đẩy mụn như chị đâu. Tính là một ông đi ra nó sướng nhỉ. Chị thấy nó ra bị đứt đứt ra phúc. Này. Ừ. Thế chị kêu mụn đi thấy tính ra quay nó không đẹp. Ừ. Nó cứ bị dính lại trong da ấy. Hắn lỏng chỗ cái tay cầm em nè. Tay em cầm á. Ngồi nó mới vắng nè. Thả lỏng em. Có một đường ri này. Đẹp nè. Nó dễ chi.
phía dưới hàm đang còn nó rất hơi khó nhìn. Dao đi đâu này? Dao mỏng. Không nghĩ được. Mình tính ông bằng khách tính. Xin lỗi chị, xin lỗi. Ok. Ngày mà mình nghĩ em vắng thì em có khách rất hết. Ngày thì mình kia con đông là không có khách. Ông Liêu giống như cũng dùng serum, có mấy cái khác là dùng mấy cái serum gồm cồi mút đó. Khách hay bị gì? Mấy serum gồm cồi mút. Đi đi đây. Hồi xưa có cái lọ chi đây, mấy đứa bạn chỉ giới thiệu dùng mà lọ xí thôi, như 200-300 nghìn á, dùng là mụn đen thui đi đây, đẩy mụn gom cồi mụn lại, có là giả serum đó, kêu là dùng thời gian là gom cồi mụn mình thì lấy làm sạch rồi dưỡng luôn kìa, là chị không dùng, hồi xưa là bị mụn là ai bày chịu dùng hết á. Cho hết luôn Phúc. Còn mấy cục.
Má chỉ là mua găng tay size XS cho mình mang vừa mà. Găng tay em này, có là XS á. XS là mình đi vừa. Hôm hồi xưa có toàn dao XS không. Còn size S là mình bị rộng. Là mỹ thuật. Cho mình đi này thấy rộng rộng này. Bị rất mụn nữa. Cố lên em, xin nha. Gần xong rồi. Này còn chỗ mô nữa. Chỗ mắt. Một em móc. Lông mày không bị nổi nhiều hả? Em nó nổi không chừa chỗ môi mà. Mắt rồi lông mày rồi. Mũi rồi hàm bị hết. Ừ, bao lâu rồi em? Hơn tháng. Muốn em phải đi liên tục nhá. Cứ tuần đi một lần em đó. Thế em để lâu anh. Là lấy y như ri luôn, cứ quay lại á. Quay lại vị trí ban đầu. Cái ra kiểu cảm giác cái nhờn nó bám lại em kìa. Nó cứng lắm. Để nhổ cái mũi ơi, nhổ cái mũi thôi, chị nhổ cái mũi thằng ơi, còn lấy điện thoại tiếp phải rút cái điện thoại thầy luôn, đang lấy điện thoại đó hả? Rút chị bán không cho thẳng đi là cơ con ghi tên với ghi vô, ghi vô cho chắc con thì ba tháng. Có nhổ được miếng chi ra ngoài đứt ra. Nhổ được. Đứt. Nặng chứ. Ừ. Chị thử á. Thôi được rồi. Chị thử mà tha không ra thôi.